Xuống cốt thì chào cơ, chào quốc ca. Sau khi mà đã làm lễ chào cờ ở nơi địa đầu tổ quốc ha, vùng biên cương biên ải xong, thì chúng ta sẽ xuống tham quan tháp Bản Dốc. Hiện nay đã có một cung đường đi mới rồi, tức là từ ngay chỗ khách sạn Sài Gòn Bản Dốc rồi, thì mình sẽ đi xuống tới bãi xe luôn. Họ làm một cái cung đường mới, cho nên bây giờ mình sẽ xuống cung đường mới nha, ngay cái resort Sài Gòn Bản Dốc đây. Rồi, mình xuống dưới khu vực này mua vé và đi tham quan cạnh với dòng sông Western. Rồi, đây là cái khu vực mà bãi xe cũng như là khu bán hàng lưu niệm. Bây giờ nó làm theo khu này rồi. Giờ đó luôn. Rồi mình vào trong tham quan thác. Hôm nay là nước rất là đẹp. Thời tiết thì nắng oi bức, tuy nhiên là đang ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên là rất là mát mẻ. Sáng nay có mưa to. Vách núi cao cao xa xa đó là của nước Trung Hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với dòng sông Quay Sơn, ranh giới tự nhiên của Việt Nam ta và Trung Quốc. Đây, dòng sông Quay Sơn, ranh giới Việt Nam với Trung Quốc. Rồi, thác bên này quá nhiều nước luôn, tuyệt vời. Quá đẹp. Tuyệt vời quá. À, bên đây là thác phụ đây, bên kia là thác chính. Nước bên này là tràn trề nhựa sóng luôn. Quá hạnh phúc luôn. Đây, thác hôm nay là nước quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Một ngày thật hạnh phúc. Đi thác đúng với dòng thác tuyệt vời, nước nhiều.
Dạ không anh, tức là chỉ ở dưới đây thôi. À, bên đó là của khách Trung Quốc, à, khách nội địa của Trung Quốc á. Đây quá đẹp ha, tuyệt vời. Đây là dòng thác chính đây. Rồi bên đây là dòng thác phụ. Dòng thác chính này là Việt Nam mình phân nửa, Trung Quốc phân nửa đây. Và bên kia là của nước Trung Quốc, bè và lối đi bộ của khách du lịch nội địa Trung Quốc. Bên đây bè của Việt Nam. Rồi. Rồi, chinh phục thác Bản Dốc, ngày nắng đẹp, nước đẹp nha. Không sao, tí nữa anh sẽ lên trên. Này, nước quá đẹp. Rồi, cái thác trước mặt mình đây là thác chính ha. Thì theo sự phân định của hai nước đó, dựa vào cái cột mốc 53 của triều đình nhà Thanh ký với Pháp đó, năm 1895 đó, thì họ sẽ chọn là cái thác ở chính này để chia làm hai, mình phân nửa, Trung Quốc phân nửa, và lấy cái đáy sông này làm ranh giới tự nhiên ha. Và ở đây có cột mốc đôi, tức là bên tay trái mình, cái cột mốc đấy đó mình dừng lại chụp hình đó. Dạ, đó là cột mốc bên Việt Nam. Và đối xứng bên đây là có cột mốc bên Trung Quốc nữa. Và bên Việt Nam mình thì có cái thác phụ này ha. Bên Việt Nam mình có thêm cái thác phụ nữa, nên rất là đẹp. Yeah. Cái này là nơi quay bốn thầy trò Đường Tăng đi qua thác này ha. Rồi, một ngày nắng đẹp, nước nhiều nha. Được tạm biệt thác Bản Dốc, đây là thác phụ đây, bên Việt Nam đây, hôm nay nước cũng rất là dồi dào. Tuyệt vời. Thác đỏ ào ào đây.
ào ào thác đổ đây. Rồi ra xe thôi. Chân thành cảm ơn toàn thể vị các bạn đã cùng đồng hành với Đức Quốc Trần Channel trong dịp đến tháp Bản Dốc lần này nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.